Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Bài bình luận đầu tiên với nhan đề Donald Trump và Rupert Murdoch, hai kẻ lừa đảo xấu xa. Kính thưa quý vị, Donald Trump đã tiến hành một cuộc tấn công thô bạo nhằm vào Rupert Murdoch sau khi ông trùm truyền thông nói rằng ông ước rằng Fox News đã có thể mạnh mẽ hơn trong việc tố cáo những điều sai trái. Đó là những tuyên bố sai trái của cựu tổng thống về gian lận bầu cử. Mặc dù ông ta có quyền ngăn cản những người làm việc dưới quyền của mình không được nói sai sự thật, nhưng mà vì lợi nhuận của công ty, ông ta đã không làm như vậy. Trong một bài đăng ngày 1 tây tháng 3 trên Truth Social, Trump đã chỉ trích những bình luận của Rupert Murdoch trong một bản cáo trạng về vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ Mỹ Kim do công ty máy bỏ phiếu Dominion Voting System đưa ra. Vụ kiện của Dominion cáo buộc rằng Fox News và công ty mẹ là Fox Corporation đã phỉ báng công ty và gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của công ty bằng cách liên tục đưa ra những thuyết âm mưu cho rằng máy móc của họ đã được sử dụng để gian lận cuộc bầu cử năm 2020 để chống lại Donald Trump. Trong bản cáo trạng chưa được niêm phong hôm thứ Hai, ông Murdoch cho biết rằng nếu có cơ hội thì ông dứt khoát sẽ nói thật và nói thẳng trong một nhận thức muộn màng rằng mảng tin tức truyền hình cáp của ông đã mạnh mẽ nhìn nhận những vấn đề sai trái của thuyết gian lận bầu cử của Trump và đã không thẳng tay tố cáo chúng ra trước công chúng. Đó là một lỗi lầm của ông. Rupert Murdoch cũng cho biết là một số người dẫn chương trình hàng đầu của Fox News, chẳng hạn như Sean Hannity, Jeanine Pirro đã xác nhận thông tin sai lệch. Nhưng mà theo tôi, thưa quý vị, có lẽ đây là đòn lê lai cứu chúa của ông Murdoch khi mà chỉ nhắc đến tên có hai người dẫn chương trình là Sean Hannity và Jeanine Pirro mà không hề đá động đến hai cái loa độc hại khác là Tucker Carlson và Maria Bartiromo. Tôi nghĩ là chắc cần phải hy sinh vài con chốt thí và giữ lại vài con xe để tiếp tục giữ cho Fox News không bị ngưng hoạt động. Nhất là khi Tucker Carlson vừa trúng được một cú làm ăn do tay chủ tịch hạ bù nhìn của Hạ viện là Kevin McCarthy giao cho ông ta, với một nhiệm vụ quan trọng là rửa tội cho giáo chủ và xóa bỏ tai tiếng của đám MAGA đã tạo nên một ngày đáng xấu hổ của nước Mỹ. Donald Trump đã viết vào thứ Tư rằng nếu Rupert Murdoch tin rằng không có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thì ông ta và nhóm Rhinos theo chủ nghĩa toàn cầu ghét MAGA của ông ta sẽ phải bị đào thải ra khỏi ngành kinh doanh tin tức càng sớm càng tốt, bởi vì họ đang hỗ trợ và tiếp tay cho sự phá hoại nước Mỹ bằng tin giả. Đó là nguyên văn lời của Donald Trump, kính thưa quý vị. Đây là lần thứ hai sau bao nhiêu ngày Donald Trump liên tục công kích Murdoch trong nhiều bài đăng trên Truth Social. Lời khai của cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, cũng là người thuộc đảng Cộng Hòa, Paul Ryan, là người đang có chân trong ban giám đốc của Fox Corporation, đã cho thấy là ông ta đã cầu xin Rupert Murdoch rằng hãy từ bỏ Donald Trump đi và hãy ngừng nói dối về bầu cử. Nhưng mà ông Murdoch vẫn không nghe. Đế chế truyền thông của Murdoch, bao gồm Fox News và New York Post, đã cung cấp cho Donald Trump những tin tức tích cực nhằm cổ suý cho những thuyết âm mưu và tin giả về gian lận bầu cử trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, New York Post đã quay lưng lại với Donald Trump sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tờ báo lá cải này
hiện đang công khai kêu gọi đích danh tên của thống đốc của tiểu bang Florida Ron DeSantis nên là người lãnh đạo đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Và đáp lại, Donald Trump rất tức giận. Ông ta đã tấn công vào biệt thị New York Post. Đây là tờ báo mà trước đó ông ta mô tả là đây là tờ báo mà tôi yêu thích nhất của mình. Vào tháng 2, tờ báo đã khiến ông ta lại nổi điên lên khi mà họ đăng một cuộc phỏng vấn tích cực với DeSantis xoay quanh chủ đề tranh cử trong năm 2024 ngay trên trang nhất và không hề nhắc một lần nào đến cái tên Donald Trump. Con người của Trump là hạng người ăn không được thì phá cho hôi. Ông ta sẵn sàng tấn công, miệt thị không khoan nhượng những người đã từng đứng cùng phe với ông ta. Nên những người đang gần gũi với Trump đều hiểu rõ tính khí của một tay chơi mafia sẵn sàng dứt bỏ không nương tay. Kể cả đó là con cái trong gia đình hay là những tay chân thân cận từng vào ra sống chết vì Donald Trump. Hãy nhìn tấm gương của Michael Cohen thì rõ. Nói chung thưa quý vị, sự thừa nhận những việc làm sai trái của những người dẫn chương trình của Fox News từ chính miệng của Rupert Murdoch, ông trùm truyền thông với đế chế News Corporation, đã khiến cho giới quan sát và truyền thông cả nước choáng váng. Nhưng mà điều đáng trách hơn là chuyện ông ta không chỉ thừa nhận rằng ông ta biết những người dẫn chương trình của Fox News đã lan truyền những lời dối trá về bầu cử tổng thống năm 2020 bị đánh cắp khỏi Donald Trump, mà ông ta còn thú nhận rằng ông ta đã cho phép họ tiếp tục làm như vậy trên sóng online cho hàng triệu người xem, trong đó có nhiều ông bà, anh chị mít vàng tóc đen. Hậu quả chắc chắn cho Fox News là số lượng lớn người xem sẽ rời bỏ nền tảng này, bởi vì sự thừa nhận của người đứng đầu Fox News đã làm điều sai trái với lương tâm, đạo đức của người làm nghề báo chí. Và người xem cũng tức giận chứ, bởi vì họ đã bị phục vụ một cách không trung thực, bị cho uống nước đường quá hạn qua những nội dung mang tính lừa đảo của nó. Điều mà ông Rupert Murdoch từng lo lắng trước đây, rằng họ sẽ mất đi lượng khán giả lớn nếu mà nói ra sự thật, thì giờ đây người Mỹ sẽ chứng kiến sự di chuyển của người xem, những người thính giả cũ của Fox News. Họ sẽ chuyển sang các trang mạng cực hữu khác như là Newsmax và OANN. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, một nền tảng dối trá đã thực sự bị sụp đổ, nhưng đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết của sự lừa đảo, dối trá. Bởi vì những trang Newsmax, OANN, họ sẽ ăn nên làm ra với số lượng người xem cũ của Fox News chuyển sang. Và muốn giữ được những đoàn âm binh mới này thì Newsmax, OANN sẽ phải tiếp nối công việc dở dang của Fox News là tiếp tục xào nấu và củng cố những tin giả thuyết âm mưu về gian lận bầu cử của Donald Trump đến với người xem, bởi vì đó là những điều mà họ muốn nghe. Thông tin sẽ tiếp tục bị khuynh đảo và dối trá sẽ tiếp tục được củng cố. Điều xấu hổ này nó đã ăn mòn sâu sắc vai trò của mạng tin tức truyền hình cáp lớn nhất tại nước Mỹ. Họ đã chính thức thừa nhận đã tham gia gian lận và nói dối khán giả của họ. Thế nhưng những khán giả trung thành của Fox News, đặc biệt là các ông bà anh chị mít vàng, thì lại gàn bướng cố chấp không tin đó là sự thật. Họ cho rằng Fox News bị hại, bị hacker tấn công. Thế thì tôi muốn hỏi những người cuồng Trump một câu thôi. Những gì mà ông trùm của Fox News, Rupert Murdoch, vừa thừa nhận trên sóng truyền hình, trên báo chí, online công khai, thì sao đây? Chẳng lẽ đó là ông ta diễn kịch hay sao? Ông ta nói chơi cho vui hay là ông ta bị áp lực phải nói như vậy? Hay là có người đóng giả vai Rupert Murdoch để hại ông ta, hại Fox News?
đến nước này mà vẫn không chịu tin đó là sự thật, rằng họ là những người đã bị Fox News cho uống nước đường quá hạn, thì tôi phải gọi họ làm sao đây quý vị? Và chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Joe Biden đã làm khá tốt, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Kính thưa quý vị, trong lịch sử bầu cử Mỹ, chỉ có 6 trong số 45 tổng thống trước đó đã chọn không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Hai người cuối cùng không thắng là Harry Truman và Lyndon Johnson. Họ là những tổng thống tình cờ được lên làm tổng thống sau cái chết của tổng thống tiền nhiệm. Và cả hai đều bị lôi kéo vào các cuộc chiến tàn khốc và ngày càng mất lòng dân vào những thời điểm đó. Kính thưa quý vị, quay lại dòng lịch sử với Tổng thống Hoa Kỳ thứ 19, ông Rutherford Hayes vào năm 1880. Vì một tình huống tương tự như hiện nay, khi ông Hayes là một tổng thống đã thắng cử và sau đó chọn không tái tranh cử. Nhưng đó là ông Hayes đã tự thực thi đúng cam kết của mình trong chiến dịch tranh cử năm 1876, rằng ông sẽ làm tổng thống một nhiệm kỳ và không hề muốn tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai. Như vậy tại sao vấn đề Joe Biden nên tranh cử tổng thống lại đáng nói như vậy? Có điều chưa thể đánh giá vấn đề một cách dứt khoát, vì còn chưa đầy 2 năm nữa là đến ngày bầu cử năm 2024. Và ông Biden vẫn chưa đưa ra tuyên bố tái tranh cử chính thức, trong khi hầu hết những người trong quỹ đạo của ông Biden đều hoàn toàn tin tưởng rằng cuối cùng ông ấy sẽ ra tái tranh cử. Nhưng từ đây, nó lại nảy sinh ra một nghi ngờ cho một suy đoán rằng có chắc chắn là ông Biden sẽ ra tái tranh cử hay không? Ông Biden là người lớn tuổi nhất từng được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Và ông ấy sẽ phá kỷ lục của chính mình sau 4 năm nếu tái đắc cử. Ông sẽ nhậm chức ở tuổi 82 và rời nhiệm sở ở tuổi 86. Tổng thống Biden từng mắc hai chứng bệnh là phình động mạch não vào năm 1988 khi ông 45 tuổi. Nhưng các lần quét não sau đó không cho thấy bệnh tái phát. Ông cũng không hút thuốc hay là uống rượu và không bị tiểu đường và có mức cholesterol mà tòa bạch ốc gọi là khá thấp, không quan trọng. Nhưng mà lý do cơ bản nhất để một tổng thống đương nhiệm từ chối tái tranh cử là nếu họ đang làm một công việc tồi tệ và không được lòng dân một cách tai hại. Thí dụ như một cuộc chiến tàn khốc thời Lyndon Johnson với cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân ở miền Nam Việt Nam năm 1968, hoặc lạm phát gia tăng, hoặc tình trạng thất nghiệp cao, hoặc một số loại thảm họa trong đất nước. Nói chung là ông Biden hoàn toàn không có cùng vị trí mà ông Lyndon Johnson hay là Harry Truman đã từng phải đối mặt. Ông Biden đã không khởi xướng một cuộc chiến với quân đội Hoa Kỳ. Trên thực tế, ông đã kết thúc cuộc chiến phi lý ở Afghanistan sau 20 năm đau khổ kéo dài. Đúng ra, thưa quý vị, điều này nên được đánh giá một cách trung thực, đó là một điều tích cực, là một điểm cộng cho ông ấy. Nhưng mà trớ trêu là việc rút quân khỏi Afghanistan lại chính là sự khởi đầu của sự sụt giảm kéo dài trong xếp hạng chấp thuận của ông. Hãy nhìn nhận một cách công bằng. Tổng thống Biden không ở vị trí mạnh nhất mà mọi người có thể đánh giá một cách tích cực đối với một tổng thống đang tìm cách tái đắc cử một nhiệm kỳ hai. Ông Biden ít nổi tiếng hơn 3 tổng thống gần đây nhất tái đắc cử vào thời điểm này. Nhưng mà ông ấy nổi tiếng hơn Ronald Reagan vào thời điểm này, khi mà nền kinh tế Mỹ không bị suy thoái. Nền kinh tế tăng trưởng ổn định là 2,7%. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ năm 1969. Lạm phát giảm ít, hoặc ít nhất là tương đối ổn định. Tiền lương
đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là đối với những người lao động có trình độ thấp trong các công việc, dịch vụ và lao động chân tay. Ông Biden xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cho những tình trạng đó, chứ không phải là đổ lỗi cho ông ấy. Rút kinh nghiệm từ gói kích thích tài khoá quá hời hợt do chính quyền Obama ban hành để đối phó với cuộc suy thoái 2007-2009, khi mà bắt đầu nhiệm kỳ của mình, thì ông Biden đã thông qua một gói kích thích khổng lồ trị giá 1.900 tỷ Mỹ Kim, được gọi là kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ. Và vấn đề này đã giúp giữ cho tiến độ về việc làm và tiền lương không bị đình trệ ra ngoài khi mà các biện pháp thời Trump đang mờ dần. Nhưng mà nhìn vào những gì đã thực sự diễn ra trong 2 năm đầu tiên của ông Biden, thì người ta lại có một bức tranh khác. Ông Biden đã ký khoản đầu tư lớn nhất vào R&D và khai triển năng lượng sạch trong lịch sử Hoa Kỳ thành luật. Người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế đã gọi đây là hành động khí hậu quan trọng nhất của thế giới kể từ sau Hiệp định Paris. Riêng trong nước thì Tổng thống Biden đã ký thành luật hàng trăm tỷ Mỹ Kim tài trợ cho khoa học, được thông qua trên cơ sở lưỡng đảng như một phần trong nỗ lực tăng cường sản xuất chất bán dẫn. Còn nhìn ra nước ngoài, cách giải quyết cuộc chiến Ukraine của chính quyền rất xuất sắc. Lựa chọn công bố thông tin tình báo cho thấy kế hoạch xâm lược của Nga trong những tuần trước cuộc tấn công là một nước đi khôn ngoan, đã khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin không có khả năng tuyên bố rằng Ukraine đã khiêu khích ông ta. Biden đã khiến cho các đối tác G7 của mình liên kết với nhau trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, từ chối nguồn thu từ dầu mỏ của nước này và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kết quả là một cuộc chiến vốn đã tốn kém hơn rất nhiều so với những gì mà ông Putin đã dự tính. Nhưng mà không có quân đội Hoa Kỳ hoặc là NATO bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Và điều đặc biệt nhất là Tổng thống Biden đã thúc đẩy thành công điều mà các tổng thống Hoa Kỳ trước đây đã không làm được, khi các quốc gia đồng minh cùng tăng chi tiêu quân sự của châu Âu. Ông Biden chỉ gặp phải một thất bại, nhưng mà không do chính ông ấy tạo nên. Đó là số người chết vì COVID-19 tiếp tục tăng cao. Nhưng mà việc tòa án tối cao không sẵn sàng cho phép hầu hết người sử dụng lao động bắt buộc phải chích vaccine, chính vì việc này đã làm chậm quá trình áp dụng vaccine, cũng như sự phản đối của đảng Cộng Hòa đối với việc chích vaccine. Cho nên công bằng mà nói, thưa quý vị, lực bất tòng tâm. Ông Biden không thể làm tốt hơn để giải quyết đại dịch khi mà gặp phải sự chống đối bởi đảng phái. Nếu mà so sánh giữa những điều tốt và điều xấu, thì ông Biden trông giống như một tổng thống đã khá thành công, đã giám sát một nền kinh tế tốt, quân đội Hoa Kỳ không gặp nguy hiểm. Đó là người mà cử tri Mỹ có thể tin tưởng cho chặng đường kế tiếp của ông. Nói tóm lại, ông Biden là cơ hội tốt nhất mà đảng Dân Chủ có được vào năm 2024. Nếu ông ấy tranh cử, thì điều đó sẽ tránh được một cuộc bầu cử sơ bộ đầy tranh cãi. Nhưng mà nếu ông Biden không tái tranh cử, thì ứng cử viên đảng Dân Chủ có thể sẽ là Phó Tổng thống Kamala Harris. Và nếu trường hợp này xảy ra, thì ai cũng dễ dàng hình dung ra một kết quả thấy trước. Đó là bà Kamala Harris sẽ dễ dàng bị đánh bại bởi một cuộc bầu cử sơ bộ vào tay các ứng cử viên khác, như là Thống đốc J.B. Pritzker của Illinois, hoặc là Gavin Newsom của California, hoặc có thể là thượng nghị sĩ Bernie Sanders, hay là Amy Klobuchar, hoặc là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg nếu mà họ tái tranh cử. Trong khi Donald Trump và Biden về cơ bản là bằng nhau trong các cuộc thăm dò quốc gia. Nhưng mà riêng đối với bà Harris thì Donald Trump dẫn trước bà 4 điểm phần trăm trong một trận đấu giả định. Và có một rủi ro khác
về việc ông Biden tranh cử đáng được nêu bật ở đây, cần mổ xẻ ở đây, thưa quý vị. Đó là ông ấy có thể sẽ không mất vì tuổi già khi mà đang tại chức, nhưng mà dần dần bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng đến mức khiến ông ấy không thể tiếp tục phục vụ trong công việc của một tổng thống. Tôi thực sự không có câu trả lời về vấn đề này, nhưng mà bác sĩ của ông Biden không thấy có dấu hiệu suy giảm nhận thức nào của ông Biden cho đến nay. Và rất may là tu chính án thứ 25 có một quy tắc cho phép bà Kamala Harris trở thành quyền tổng thống nếu mà tình trạng sa sút nhận thức hay trí nhớ của ông Biden trở nên trầm trọng hơn. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, tôi biết có một số đảng viên đảng Dân Chủ không hào hứng lắm với Biden 2024. Nhưng đây là lý do tại sao họ sai. Lập luận của tôi trong phần này rất đơn giản. Joe Biden, tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, nên tái tranh cử. Trong một thế giới hiện sinh, mọi người thường nghĩ đến một ứng viên trẻ tuổi, năng động, song sáo. Nhưng với những lợi thế khác của ông Biden, thì xem ra vẫn mạnh hơn cho quan điểm lo lắng đến vấn đề tuổi tác hay là nguy cơ suy giảm nhận thức. Tổng hợp tất cả những yếu tố này, nếu ông Biden muốn tái tranh cử, thì xem ra ông không gặp trở ngại gì và cơ hội đắc cử tổng thống vào năm 2024 của ông cũng cao hơn bất kỳ đảng viên đảng Dân Chủ nào khác. Theo tôi, như thế là quá đủ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, ông Joe Biden? Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.